Chào các bác nha. Cái cây mà sau Tết trước Tết tôi gửi một bác gọi bác Việt, bác ấy rất là tốt bụng, tôi có gửi bác ấy một số cây về quê, thì bác ấy ở lại Hà Nội bác chăm giúp đấy, thì cũ ở Hà Nội nhưng bác phải trở về tận cái xóm bác ấy chăm sóc giúp, thì cũng rất cảm ơn bác, một người rất nhiệt tình và tốt bụng đấy. Thì hôm nay quay lại bởi vì là sau có mấy ngày nửa tháng nghỉ mà nó tốt quá các bác, nó kiểu như là bôi mỡ và lá nó ung tùm quá, thì một cái cây Nam Điền của tôi rất là giá trị đối với tôi, nó rất là giá trị, hiện tại có thể là giá trị nhất cái vườn của tôi về cái thuộc diện cây mini ấy. Đấy, cây Nam Điền này tất nhiên bây giờ các bác không nhìn thấy được hết, nhưng mà cơ bản nó sẽ là một cây mini Nam Điền rất là hay đấy, các bác nhìn sơ có thể thấy chân bệ dưới thì ok đấy, quan trọng là sau qua cái đợt rét diệt hết nhá, lá non gần như là mình cứ như là được phun thuốc nhưng mà thực tế không phải qua cái mùa nó cái dẹp nó bay thì nó đỡ thì rất nhiều và sương muối nó cũng ít thì cây nó khỏe, thứ hai là ít bệnh, thì cái đấy bốc lên rồi mỡ màng sành tốt, cũng đang rất là chờ để làm cái này nhưng mà chưa làm được thôi, hôm nào lọc mầm thở thì sẽ khoe các bác. Còn cây này cũng vậy, lá nó cứ như là cái mỡ lên nó cứ bóng nhễ đấy, lá to cây đấy và cây này thì nó là này, lá nó cũng như vậy, thì nó mướt như này từ lúc mà vẫn ở nhà bác Việt cơ, mà em gửi mấy cây ấy đấy, thì cảm ơn bác ấy lắm. Còn hôm nay thì đây, còn cái cây này thì cũng vậy, cây này thì phía trước là nó rất là khỏe, tai chuột này vẫn lộc xuân rất là xung xuê, nhưng mà tí nữa cắt luôn, tí nữa lại rút lộc các bác ạ, tí nữa lại rút ung tùm quá, chả để làm gì, rồi hết Tết là đủ rồi, thì là chuẩn bị làm cái này các bác nhé, cắt đi thôi. Làm xong cây này cả. Làm xong cây này cả đã rồi. Các chuyên gia làm thực nghĩ đi. Đi quán mẹ rõ. Đi quán mẹ. Ừ. Quán nó ngon thật chứ sao, quán. Không, nhưng mà xong xuôi đi đứng dậy đi về. Đỡ phải mày mò. Đỡ đi mẹ quán. Khổ chị em phụ nữ rất đẹp. Đi quán như này. Cắt lộc. Bàn lộc mà cắt này. Quật cắt thoải mái, thầy chi chít. Xong rồi đi nhậu à? Nhiều lắm, chi chít. Mẹ đi vất rác cái này. Không. Mẹ chủ hóc bà kia nó kinh lắm, con cắn thì mẹ đi vất rác vào đây nhá. Không. Con chó này đứng ở đây này. Mình dưng đi nó cắn đấy, mẹ đi mẹ vất rác phải chạy luôn nhá. Đi về về. Mới chờ đi về. Bye.
Chứng tỏ là cũng món đấy là cũng cũng tiểu là cũng cao đấy, mới ngâm rượu nhà. Ai uống mấy uống hết phần đấy mà chết rồi. Can này 75 đấy. Can lít. Không, thì anh em mình chai này bẻ đôi thì đơn giản. Uống được đâu, không uống thôi. Rượu thì uống không. Em đăng ký 2/3 ở đây cho. Được. Rượu anh. Chắc ngày trước đựng rượu mà. Hả? Chắc là để lâu nó bay đi. Ngày trước để đựng rượu mà. Anh cứ ấy qua thì cũng được. Lá này non nó gặt rồi nó canh rồi. Nhặt lá đá ống bơ đây. Nấu canh được. Ngon. Mình rất thích cái rừng thì kéo to to này. Cái nhỏ thì rùa tốt hơn vậy. Cầm nhẹ thôi. Này thì những cái nhỏ nhỏ mà ở dưới nó lớn mới lên được, không nó bị yếu nắng trong giữa này, ví dụ như cái này không lên được.
lắp rồi. Ngọt uống sướng đấy, cay là sợ lắm. À, một tên đang ui, nhiều lắm. Giờ đây mình nhàn quá. Cuối tuần phải đưa lên nhớ lắm rồi. Vắng lắm. Nhà chị có một đứa này cũng không vắng. Đỡ vắng. Anh Điền chẳng người nhớ con đâu. Anh nhớ đi từng lúc thôi. Ví dụ đang làm cây này thì nhớ làm sao được.
đang tập trung cái việc khác bây giờ. Cắt bỏ cành này các bác, tôi cắt bỏ cành này, tôi lấy theo cái chiều như này này, đấy, tôi cắt bỏ cành này, cắt bỏ cành này.
đã sạch sẽ nhẵn nhụi rồi. Đây, vừa cắt cái này. Tôi làm theo cái chiều này này. Để lại thì cũng được nhưng mà nó cây nó mất cân đối. Đây. Trên xuống các bác nhé. Mục tiêu là như này, hơi đổ xuống như này một tí nhé. Đây, cái chỗ này, cái chỗ này. Đấy, ra đây. Đấy. Thì nó có một cái này ở trước ở đây. Thì nó to khá là to. Nhiều khi nó gây nhầm lẫn là cái ngọn ở đây. Đấy các bác. Cảm ơn các bác nha.